Em xin chào mọi người, em tên là Hồng Ngân. Sau khi phẫu thuật thì em cảm thấy mình tự tin hơn, xinh hơn và gặp được một ý trung nhân và lập được gia đình. Và hiện tại thì cuộc sống của hai vợ chồng rất là hạnh phúc. Lúc mà trước khi mà biết được cái chương trình mà Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới á, thì em không có nghĩ là cuộc sống của em được như bây giờ. Lúc nhỏ mình có một cái khiếm khuyết là bị hàm hô. Từ nhỏ thì cuộc sống của mình rất là đen tối, bị mọi người chơi xấu, nói mình là con mổ nhọn, chu chỉ nhược. Mình xin việc rất là khó khăn, việc làm thì cũng không có, nên mình cảm thấy rất là bế tắc. Mình muốn làm một cái gì đó thay đổi bản thân của mình để mình tìm một cái công việc mới tốt hơn, kiếm thiệt nhiều tiền để nuôi ngoại. Bố mẹ đã có cuộc sống riêng nên Hồng Ngân sống với bà từ nhỏ. Cuộc sống vốn dĩ đã neo người, chỉ hai bà cháu nương tựa vào nhau. Nay lại cộng thêm khiếm khuyết ở hàm hô, mọi người trêu chọc, công việc thì trật trày, dần dần khiến Ngân thu mình lại. Tiền còn ráng, giờ nó khóc, giờ đi xin việc làm cũng khó khăn. Có vẻ chút rồi nó mới về xin được. Ráng giúp đỡ dùm cho nó xuống dưới ổ thực cho nó làm cho nó thấy nó ốm quá. Nó không biết đầy đủ sức khỏe không, chịu đựng nổi không. Người ta bảo phép màu cổ tích sẽ đến khi con người ta ở bước đường cùng. Nhưng vậy rồi chúng ta cứ phải oằn mình khổ ải, mặc cảm tự ti với cuộc sống, chờ cho đến bước đường cùng để nhận được phép màu ư? Không thể. Bởi vì một tương lai dài chờ Ngân ở phía trước. Bởi vì giờ đây Ngân phải là trụ cột cho bà. Em quyết định tự mình phải đứng dậy thay đổi bản thân, và tự mình sẽ viết nên câu chuyện cổ tích của bà và em. Xong rồi em có gia đình thì mọi thứ nó khác lắm. Nói chung là gia đình lúc nào cũng cười hết, vui vẻ hơn xưa. Bước ra đường là em rất là tự tin, thậm chí là mọi người nhìn em nhiều lắm. Có người biết á thì nói là khen là bác sĩ là cái khuôn miệng rất là tự nhiên. Rồi có nhiều người là không nhận ra em. Điều đầu tiên là em xin cảm ơn chương trình đã tạo ra được một cái điều đặc biệt là cho em được phẫu thuật. Điều thứ hai là em xin cảm ơn bác sĩ Tú Dung đã tạo cho em một diện mạo mới để em có một cái cuộc sống mới. Thì sau khi mà em phẫu thuật xong á, em cũng hay theo dõi chương trình lắm. Em thấy có nhiều cái điều bổ ích, nói chung là hướng tới nhiều cái mà những người người ta không làm được á. Chương trình đã giúp đỡ rất là nhiều người. Cuối cùng thì anh chúc bệnh viện sẽ có rất là nhiều điều phát triển hơn nữa, sẽ ngày càng thành công, và đặc biệt là sẽ có nhiều cái chương trình thiện nguyện như vậy để giúp mọi người có cuộc sống mới hơn.